nó bé tí à. Ơ, nó thả trong kia tao bảo. Nó đủ. Vào ra nó giỏ. À, cứ thả ra bên kia mai mốt. À, thả bên kia sang bên đấy mai mốt rồi mà nó anh em sang hết được câu. Đừng có cho, đừng cho nó chết. Đừng cho nó chết. Bo bắt cá thôi, đừng bo bằng chết. Ừ. Bo bắt cá thôi, đừng bo cho chết nhá. Đừng có ép chết, là mang về thịt đấy. Thưởng thế nào? Thưởng thế nào ấy? Cầm có chết cho Việt chưa? Có chết cho Tuấn nữa. Rồi lại chẵn ra mới lại có xôi được. Tiếp tục bốc cá cho Cường. Vẫn chưa được cất xôi. Tục bó cá cho Cường.
cái mồm ăn miệng của nó hoài đấy. Khen này còn thế mà ăn miệng của nó hoài. Đất xôi ơi, xôi mới đây. Câu đi cậu ơi. Rồi, tiếp tục bọc cá. Ôi đây đâu mà chả chả nó còn rộng rồi. Thả đâu. Ờ đưa được cá cân xong thả lộn rộng. Thì bắt con nó này căng nó lại hết. Thì bắt từ mù đấy, một là to hơn, hai là bé hơn. Ờ. Cả mắt lên tả lộn rộng mình đúng. Đi. Con này chắc sai sai rồi chứ ăn miệng lên rồi. Nó đánh nó để cho nó kéo đi xa thế. Chép dòi mà. Chép có ký bên bởi tâm nạng mà. Đấy, kéo đi rồi lại kéo vào. Đây, cá nó lên tiếp này, bên này. Quên mẹ 24 bao nhiêu. Đâu, đây đâu. Ô, ô đi. Ô, nó nằm một nồi rồi. Rồi, nên bà. Cái làm gì mà nằm một nồi rồi kìa. Ôi, biết ngay. À, một núi. Ba cần mới kéo được nó vào. To à? Con đấy nó to à? Rồi bắt con đấy, con đâu bắt con đấy anh con ơi. Thả lộn rộng bây giờ đi đoạt cá. Nhưng mà con đấy kiếm cục trôi cũng được rồi. Ừ thì của người ta, còn mình lấy con cá to hơn tí. Tiếp tục bốc cá cho Cường.
có thứ bao nhiêu mà không là đếm được. Không thể đong đếm được. Câu cá mà đếm được là vứt. Thà rằng không đếm. Ý là thà không được con nào ấy à. Rồi mới 31 tiếp tục bầu cá. Cá ở dưới đây nhiều. Hôm nay lên đỉnh như đấy. Cá đang ở càng như thế. Đây này không thấy đè luôn, không thấy đụng luôn. Con này được rồi đấy, con này được đấy, nắc nắc cứ nắc vật vã xong bắt đầu đi vào là được đấy. Ôi 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 vật à, thấy cái vật đi cái. Ăn mồi nhiều hay tiêu rồi. Nhìn cá mà nó nôi vào một cái vật bên này, vật bên này, vật bên này là dạt mà biết là hàn rồi đấy. Thấy có dòng rồi mà chưa nói chưa gì. À có chứ. Có rồi. Có cá rồi nhưng mà nó lại cá nó nặng lắm. Cân xôi cái quá. Nếu con này cân nếu mà nhân hôm nay có nhất ngày chắc cũng nhắm nhất luôn. Rồi 4290 đồng nhân xôi nhá. Rồi tiếp tục cung nhau.
đó cho Tuấn đi ăn. Tôi đang dẫn 3720 cân đi. Tiếp tục bốc cá cho Phương điện. Cho gì? Cho củ cải. Chắc quả mới. Nói rồi. Mình được cân, mình được cân. 31. Ui giời, bóc cá kinh luôn. Ui giời ơi, ui giời. Bùa rõ hết nữa. 3720 rồi. Cá chết rồi mà đấy. Nào nó nuôi mất cần của cần. Cái gì mà mua mãi mà không lên này. Khi nó mà đã ăn là báo cáo mỏi tay. Sai rồi. Áp khói rồi.
ướt hết mặt à? Ước hết mặt ban tổ chức rồi. Tầm dây mất đấy. Cất đồ xong rồi điện thoại. Đó, cất xôi cho mới. Xúc qua théo ấy. Đúng rồi, xúc qua théo. Đúng rồi, xúc qua théo. Vừa cất xôi bao nhiêu anh? Mấy 2650 sao? 2650. Đấy, rộng đấy. 2650. Thả cũng tương đối. Thả tương đối. Ừ, không thả được bắt bao nhiêu nữa. Rồi, đã được bắt mà. Bóng cá luôn. Rồi, và con thả hơi nhiều hả? Đó, cầm về thoải mái đi. Cầm vào, cá đó được cầm vào. Thôi đấy, thôi đấy. Thôi, 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 thôi mới đấy. Thôi, thôi, thôi. Thôi, 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 thôi. Ây da. Ây da. Không phải tại em nha. Cái kia. Đấy, giờ này nhập nhà, nhập nhà. Ờ, con, rớt con. Ô, không biết rồi. Cân thôi nha em, mất nước. Bao nhiêu? 2695 đang ra xôi. Mất quần. 5 đồng. 5 trước. Đó hết à. À, lúc này không lành thì lấy sầu nhỉ. Đây cái lúc mà toàn cái thứ to to. Lấy sầu. Này nhớ 2. 29 là đủ. Con này dây nặng. À.
nhìn mấy con này nó không kêu. Nên mấy con mà nó không kêu báo. Chung còi này ghê gớm lắm. Nên cái im thiếp ấy. Rồi, báo cáo cho chung bốn em. Bốn em. Mai ông chơi đánh nhiều nhờ nhiều ngày, rất là nhiều ngày, 3 ngày, 4 em to nữa. Thì có một con cá to thôi. 4 em mà đưa có nhiêu đây. Chết rồi. Rồi, 4 em. Không được quay ở live stream ạ, không có live stream đây cả. Ai cho anh công phi chim live. Rồi. Mai cá to nhất ngày hả? Cá to nhất ngày. Rồi cá nhiều nhất ngày, nhì ngày, 3 ngày. Và 10 con đầu tiên. 100 ca. Bảy giờ có mặt. Nượm luôn. Rồi bây giờ để đi bắt cá thả hồ nhá. 8 nổ. Rồi, Ngô Phương chào nhau nhá. Mai lại tiếp tục 8 nổ. 8 nổ. Và mai là có thay đổi một chút. Tính cá nhiều nhất, nhiều nhì và nhiều ba. Còn chỉ một con cá lớn nhất thôi. Và thay vì đeo 10 khoen thì Hồ sẽ tính 10 con đầu tiên. 10 con đầu tiên từ 7 giờ. Rồi bây giờ là 4 lồ vào hồ nhá, vào dẻo nhá. 4 lồ vào dẻo. Và nó nữa 4 nổ xuống hồ. Rồi, bây giờ bắt 4 nồ vào xuống hồ nhá. 4 nồ vào dèo này là 12 giờ trưa mai. Nếu mà nhắm mưa gió thì thả 11 giờ. Có cái cọc đây này. Rồi, mai chủ nhật. Mai chủ nhật. Chính là 8 lô. Tám lô, 4 lô xuống hồ và 4 lô vào dòng. Mai đánh có thay đổi một chút là đánh cá nhiều nhất, nhiều nhì nhá. Cá nhiều nhất, nhiều nhì và nhiều ba. Còn chỉ tính một con cá lớn nhất thôi. Lớn nhất ngày thôi. Và 10 cục xôi. 10 phen. Đầu tiên. 10 con cá đầu tiên nha. Rồi, 1. 2. 3. Rồi 4. 4 lô xuống hồ.
Mai bắt đầu 7 giờ. 10 con. Đầu tiên từ 7 giờ. Còn trong dèo nếu mà bình thường là 12 giờ. Còn nhóm mà thời tiết mà xấu xấu thì 11 giờ.